Nấu ăn là một nghệ thuật không thể thiếu với mọi nhà và có thể trở thành một nghề kiếm sống cho nhiều người, cả nam lẫn nữ, ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Trung tâm đào tạo nghề Nhật Tân đào tạo thành thạo các món ăn truyền thống Á Âu gồm 24 món điểm tâm, 48 món Á Âu đại tiệc với đội ngũ giáo viên gồm thạc sĩ nữ công gia chánh Nguyễn Thị Xuân Đào và bếp trưởng nhà hàng Nguyễn Thị Kim Phượng dày dặn kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như làm nghề. Kết hợp với cơ sở vật chất đầy đủ sẽ giúp cho các học viên nắm chắc nghề, sớm trở thành đầu bếp quán ăn hay nhà hàng khách sạn sau 6 tháng đào tạo. Đặc biệt, trung tâm có thể rút ngắn thời gian đào tạo với chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của học viên. Trung tâm thường xuyên có các chương trình khuyến học hỗ trợ cho học viên trong suốt quá trình học nghề. Hãy đến học nghề tại Trung tâm Đào tạo nghề Nhật Tân tại số 55A Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hotline 0909 333 808 hoặc 0965 181 202 để trở thành những đầu bếp chuyên nghiệp nhé.